cứng thì cứng, một dạ. người cũng vậy mà 10 người cũng vậy. Mà dạ. lương em cứng không? Dạ không cứng. Em cứng tháng nào cũng phải xoay cho nó cứng cứng được chút, nhưng mà phải bán online thêm. Thì ồ, bán gì ạ? Bán gì ạ? Dạ em bán thầm kín á. Gì? Em bán quần áo và những cái thầm kín. Ôi trời ơi. Quá trời ơi. Cái gì thầm kín? Sao nó kín mà anh cứ bắt nó phải mở ra vậy anh? À giấu hả? Cái thầm dạ, kín đúng nó rồi, phải giấu dạ, dạ. Giấu chứ. Dạ đúng rồi. Chỉ có bán hàng bậy thôi, hàng cấm thôi thầm kín. Dạ không, không, không. Chứ cái gì? Thích anh Thành ghê, hiểu, hiểu nhanh ghê luôn á. Cái đó có vui không? Dạ vui, bao vui anh ơi. Dạ biết rồi, thôi chờ thôi, cho biết rồi. Thí sinh kế tiếp Phan Hoàng Dũng. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả. Dạ em xin kính thưa anh Thường Giang, kính thưa anh Trấn Thành, kính thưa anh Ngô Kiến Huy, kính thưa quý vị khán giả xem đài, kính thưa tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay, kính thưa các loại kính thưa, kính thưa các loại kính. Dạ đến với chương trình hôm nay em cảm thấy rất là vui, em không biết nói gì hơn cho nên em không nói gì hết. Dạ em cảm ơn ạ. Sáng trước khi đi thi là uống nước tăng lực phải không? Dạ, 4 ly cà phê đen không đường. Wow. Hẹn gì giờ nó mới có tác dụng đó. Quậy quá. Em tên gì? Dạ, em tên là Phan Hoàng Dũng và hiện tại em đang dạy tiếng Nhật ở công ty xuất khẩu lao động. Ồ, Dũng Sa Băng à? Tên Nhật. Dũng nha. Dũng. Dạ, tên Dũng. Dạ. Dũng. Dạ đúng rồi, bề ngoài trái với tên. Dạ Dũng. Dạ. Ủa đang làm gì nè, đang làm gì? Dạ em hiện tại em đang dạy tiếng Nhật ở công ty xuất khẩu lao động anh Giang. Ra băng. Dạ à, đúng tiếng rồi. Nhật hả? Yeah. Dạ ra băng. À. Mà bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25 tuổi. Quá trẻ. Dạ cảm ơn anh. Em mỗi lần anh vô mấy cái quán Nhật là mấy cái cô gái mà hay gọi chào mình là lát xuống mất xe, lát xuống mất xe. Là mấy cô nói gì vậy? Dạ giống như là quê khơm đó anh. Mời quý khách mời quý khách chính vào. Xác là sao? Irasaimase. Ida Irasamase. Irasamase. Hay. Ida. Ờ Irasamase. Irasamase. Ờ Irasamase. Anh cứ tưởng là lát xuống mất xe, lát xuống mất xe. Anh sợ cái kiểu mà giống như là người ta nhắc mình đi. Cẩn thận. Dạ. Còn thí dụ tiếng Nhật nói rằng là hôm nay tôi đến đây là vì Ngô Kiến Huy, nói anh sao? Kyo wa Ngô Kiến Huy no ta mai ni kimasta. Wow. Khoan, em muốn hỏi một câu. Ví dụ mình nói tiếng Nhật quẹo phải nói sao? Câu đó em chưa học anh ơi. Người gì mà ác dữ vậy? Chưa bấm nút mà đòi đuổi rồi. Mới ta đòi đuổi người ta. Là bởi vậy. Thiệt, xấu tánh nó sợ luôn à. Ta đang cưng muốn chết rồi. Rồi em dạy 1 tháng được nhiêu? Mấy học viên? Dạ, nếu mà lớp đông thì khoảng 30 người. Còn ít thì khoảng tầm 10 người anh. Mẹ có nhận hết lương đó không? Hay là do trung tâm mình dạy cho người ta thôi? Người ta sẽ đăng ký vào để học rồi sau đó làm hồ sơ đi Nhật thì cứ em lương cứng. Lương cứng. Một dạ. người cũng vậy mà 10 người cũng vậy. Mà dạ. lương em cứng không? Dạ không cứng. Em cứng tháng nào cũng phải xoay cho nó cứng cứng được chút nhưng mà phải bán online thêm. Thì ồ, bán gì ạ? Bán gì ạ? Dạ em bán thầm kín á. Gì? Em bán quần áo và những cái thầm kín. Ôi trời ơi. Quá trời ơi. Cái gì thầm kín? Sao nó kín mà anh cứ bắt nó phải mở ra vậy anh? À giấu hả? Cái thầm dạ kín đúng rồi, phải giấu. Dạ, giấu chứ. Dạ đúng rồi. Chỉ có bán hàng bậy thôi, hàng cấm thôi thầm kín. Dạ không, không, không. Chứ cái gì? Thích anh Thành ghê, hiểu, hiểu nhanh ghê luôn á. Cái đó có vui không? Dạ vui, bao vui anh ơi. Dạ biết rồi, thôi chờ thôi cho biết rồi. Anh hiểu rồi hả anh? Mà cái đó bán xong cuộc sống có cứng hơn được miếng nào không? Cái lương bán cái đó có cứng hơn tí nào không? Dạ cứng còng luôn. Cứng luôn hả? Dạ. Hèn gì, thấy em cứng. Rồi, bây giờ mình thi với ai? Dạ. Giờ mình thi với ai? Em hả? Em thi mình. Rồi, chơi. Rồi, giờ thi đi, lấy thêm mớ nữa cứng. Dạ em chuẩn bị đạo cụ nha anh. Đúng rồi. Dạ ok, em xin bắt đầu. Rồi.
Anh nhớ bấm giùm em cái nút bắt đầu chứ đừng bấm nút bên phải nha anh. Hết trời quỷ ha. Người ta tinh tế mấy ý này lắm. Nhắc khéo hoài. Nè. Dạ 60 okay. giây nút xanh lè bắt đầu. Xin thông báo chuyến bay GM125 chuẩn bị cất cánh. Xin quý khách ổn định vị trí. Và sau đây chúng tôi xin phục vụ nhạc để quý khách được thư giãn trước chuyến bay. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em. Những năm tháng yêu đương giá vờ, mình cứ cố gắng. Quân đã chiến thắng vang dội. Được. Hình như tôi nghe đâu đó có tiếng gõ mõ. Phải có cái điểm nhấn là cái beng beng đó. Nó hơi nhỏ. Nhỏ quá dạ. Chứ lớn hơn tí nữa là em. Xin lên, xin lên. Đó. Đó, cái beng beng đó là điểm dạ, nhấn. Dạ, vậy là vừa dập vô mặt. Ủa là cái mấy cái bài hát vừa rồi là em đưa vô thiền vậy luôn á hả? Dạ được anh. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em. Những năm tháng yêu đương giá vờ, mình cứ cố gắng. Ồ, có nhạc này cũng sáng tác riêng quá ha. Dạ. Nhạc này của ai vậy? Em không biết mà hình như anh Ngô Kiến Huy hát. Cộng đồng mạng anh à, kệ đi. Kệ nó đi. Đừng có hỏi sâu quá. Duyên dáng MC. Rồi, bạn ơi, bạn có 2 triệu rồi đó. Bây giờ bạn muốn thi tiếp hay ngừng lại ạ? À? Dạ, em muốn thi tiếp. Thi tiếp. Chưa? Thời gian 60 giây bắt đầu. Ngày nào lạng lách đua xe, bây giờ nằm đó mà chờ hưởng nhang. Ngày nào nói cười cười, bữa nay tắt tiếng cái ngồi im re. Ngày nào chỉ em giật chồng chỉ thì đành đánh ghen. Phần thi chỉ 60 giây đã sắp hết giờ, sao chẳng cười đi. Cười đi hai con khỉ. Không cười thiệt luôn. Dạ. Em thua. Và hết thời gian. Đọc không có vô nhịp gì hết trơn hết trời. Mà cái lời cũng không có hay. Lời cũng không có hay ho nữa. Là cái hình chọn dở ẹt. Chọn cái hình là phải cái mặt lên miếu máu. Mở ra là mặt phải phờ phạt liền. Ủa em thấy đẹp hơn ở ngoài nhiều mà anh. Chưa hiểu luôn. Thôi hãy vào bên trong nghiên cứu thêm nữa. Dạ anh bấm nút phải anh. Ờ tôi đã sạch ra rồi. Magatte Kudasai. Tôi sạch ra chữ đó rồi. Em mê anh quá. Minh Phương, Nhã Phương, đợt xem. Em sẽ giới thiệu một người khác cho chị. Đẹp trai quá. Thôi rồi ơi, trời ơi, tan chảy. Bây giờ mình đi tiếp ha. Dạ. Dạ anh đã sẵn sàng ạ. Diễn luôn đây. Còn sống mà. Đón xem tập 7 Thách thức danh hài mùa năm phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.